Brazil là điểm du lịch hàng đầu Nam Mỹ, nổi tiếng với những lễ hội rực rỡ và cảnh sắc thiên nhiên độc đáo, thu hút rất nhiều du khách quốc tế ghé thăm. Tuy nhiên, Việt Nam không nằm trong danh sách các nước được miễn visa tại Brazil. Nếu bạn có kế hoạch đến Brazil để thăm thân hoặc du lịch trong thời gian dưới 90 ngày, thì nên xin visa du lịch. Lệ phí làm visa tùy thuộc từng thời điểm và độ tuổi của người xin visa. Hôm nay, Lữ hành Việt Nam sẽ hướng dẫn các thủ tục làm visa du lịch Brazil đơn giản. Để hồ sơ xin visa được chấp thuận nhanh chóng, khách hàng hãy chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ sau. 1. Tờ khai xin visa Brazil. 2. Hai ảnh 4x6 nền trắng, lưu ý chụp không đeo kính. 3. Hộ chiếu bản gốc còn hiệu lực tối thiểu 6 tháng. 4. Bản sao công chứng sổ hộ khẩu. 5. Bản sao công chứng căn cước công dân. 6. Giấy chứng nhận quốc tế về tiêm chủng, sức khỏe. 7. Thư mời của người quen bên Brazil nếu có, để việc xin visa sang Brazil du lịch được thuận lợi hơn. Hồ sơ chứng minh công việc bao gồm: 1. Nếu bạn là cán bộ công nhân viên, chuẩn bị hợp đồng lao động dài hạn tối thiểu 1 năm trở lên, bảng lương 3 tháng gần nhất và đơn xin nghỉ phép du lịch. 2. Nếu bạn là chủ doanh nghiệp, chuẩn bị giấy phép đăng ký kinh doanh. 3. Nếu bạn là học sinh, sinh viên, hãy chuẩn bị giấy xác nhận học sinh, sinh viên của nhà trường và đơn xin nghỉ phép. 4. Nếu bạn là người đã nghỉ hưu, cần có quyết định nghỉ hưu và sổ nhận lương hưu. Hồ sơ tài chính bao gồm: 1. Bản sao công chứng, giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu tài sản như sổ đỏ, giấy đăng ký xe ô tô. 2. Sao kê giao dịch ngân hàng trong vòng 6 tháng gần nhất, tài khoản thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng. Ngoài ra, thông tin về chuyến đi cũng rất quan trọng. Bạn cần chuẩn bị đầy đủ thông tin về giấy xác nhận đặt khách sạn và vé máy bay khứ hồi, thông tin về thời gian và địa điểm của lịch trình du lịch. Lưu ý, toàn bộ hồ sơ xin visa phải được dịch sang tiếng Anh hoặc tiếng Bồ Đào Nha. Bạn nên xin visa Brazil trước ngày dự định đi từ 1 đến 2 tháng. Với dịch vụ visa chuyên nghiệp, nhanh chóng và hiệu quả của Lữ hành Việt Nam, bạn hoàn toàn có thể yên tâm về mọi thủ tục pháp lý để chuẩn bị cho chuyến đi của mình. Mọi thắc mắc về dịch vụ xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và giải đáp chi tiết nhất.